đường Tô Hữu thuộc địa phận các phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, phường Vạn Phúc, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Đi từ ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến qua các khu đô thị Trung Văn, Văn Khê, An Hưng tới vòng xuyến La Khê giao với đường Lê Trọng Tấn. Đường dài 5,6 km, rộng 42 m. Một số địa điểm nổi bật trên đường Tố Hữu: Tòa nhà Bắc Hà, Tòa nhà Tây Hà Tower, Công viên Hồ Phùng Khoang, Trường Trung học Phổ thông Trung Văn, Chung cư Roman Plaza, Chung cư The Bright. Đường Tô Hữu thuộc địa phận các phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, phường Vạn Phúc, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Đi từ ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến qua các khu đô thị Trung Văn, Văn Khê, An Hưng tới vòng xuyến La Khê giao với đường Lê Trọng Tấn. Đường dài 5,6 km, rộng 42 m. Một số địa điểm nổi bật trên đường Tô Hữu: Tòa nhà Bắc Hà, Tòa nhà Tây Hà Tower, Công viên Hồ Phùng Khoang, Trường Trung học Phổ thông Trung Văn, Chung cư Roman Plaza, Chung cư The Bright. Thank you.
đường Tố Hữu thuộc địa phận các phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, phường Vạn Phúc, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Đi từ ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến qua các khu đô thị Trung Văn, Văn Khê, An Hưng tới vòng xuyến La Khê giao với đường Lê Trọng Tấn. Đường dài 5,6 km, rộng 42 m. Một số địa điểm nổi bật trên đường Tố Hữu: Tòa nhà Bắc Hà, Tòa nhà Tây Hà Tower, Công viên Hồ Phùng Khoang, Trường Trung học Phổ thông Trung Văn, Chung cư Roman Plaza, Chung cư The Bright. Đường Tố Hữu thuộc địa phận các phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, phường Vạn Phúc, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Đi từ ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến qua các khu đô thị Trung Văn, Văn Khê, An Hưng tới vòng xuyến La Khê giao với đường Lê Trọng Tấn. Đường dài 5,6 km, rộng 42 m. Một số địa điểm nổi bật trên đường Tố Hữu: Tòa nhà Bắc Hà, Tòa nhà Tây Hà Tower, Công viên Hồ Phùng Khoang, Trường Trung học Phổ thông Trung Văn, Chung cư Roman Plaza, Chung cư The Bright.